chủ nhật yêu thương. Ăn sáng rồi, bây giờ là sẽ đi uống cà phê thôi mọi người ơi, mọi người ơi. Đây, mới khám phá ra được một cái quán vô cùng đẹp mọi người ạ. Mộc. Đấy, trời ơi. Có cả lữ xe làng luôn này mọi người. Thấy không? Lữ xe làng mọc giữa thủ đô rồi. Đấy. Mộc quán nhá. Mình rất thích những cái quán mà ở ngoài đường nó có cái view ở ngoài đường ấy. Đấy, có các cái ô rồi có cái bàn ở ngoài đường như này mọi người ạ. Đây nhỉ. Mộc cà phê. Đây là Pháp Vân, khu đô thị Pháp Vân Hoàng Liệt mọi người ơi. Đấy. Quán cà phê Mộc. Quán nhìn khá là đẹp. Mời cả nhà theo chân mình vào quán nha. Tham quan xem là quán có cái gì này. Đấy, cây mọc ở trong quán luôn đấy mọi người. Nhưng mọi người có biết không? Đây là cây nhựa. Đây không phải là cây. Đấy, có quả, những cái thứ đàng hoàng này. Đấy. Đấy. Cái bàn nhỏ nhỏ xinh xinh đấy, rất là đẹp. Đây là cà phê. Đây là cái quầy bar nhỏ. Và cà phê sinh tố. Những hoa quả. Rang xay nhé. Cà phê xay luôn ở đây. Xay luôn tại chỗ, làm luôn tại chỗ luôn. Nó nhỏ thôi nên là để mọi thứ rất là ngăn nắp nhé. Mọi người nhìn này, rất là ngăn nắp đó. Xay xong rồi bắt đầu họ làm, mỗi một lần làm là lại xay một chút như vậy. Máy xay rất là tiện lợi. Hai em là nhân viên xinh xắn. Đây là cà phê Fin. Em đang làm cà phê Fin. Nước sôi nóng bỏng luôn. Nó thẳng lên cái cà phê hạt mình xay ra. Chất lượng. Cà phê vào đấy. Mở ra để cho cà phê vào. Giống như làm cái cà phê espresso ấy. Chân dung cái máy đây. Đây là cái máy xay bên cạnh này. Red này. Cái máy tính tiền. Máy tính tiền thì... Xong ở đây mọi thứ nó đều nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất là ngăn nắp gọn gàng. Bán rất là hay. Được cái là mặt tiền thì vô cùng là rộng, cái bề ngang nó rộng kinh khủng luôn. Khám phá tất cả các quán cà phê, cứ quán mới, quán lạ, quán hay hay đông đông, đẹp đẹp mình sẽ làm. Chia sẻ mọi người xem là thực đơn ở đây gồm những gì và giá cả như thế nào nha mọi người nhé. Mọi người ơi, đây em chia sẻ cái thực đơn của quán nhé mọi người nhé. Đây mộc quán này, mộc quán menu này, một nước ép, tất cả các loại nước ép hoa quả, cà rốt, dưa hấu, cóc ép, bưởi ép, dứa ép, ổi ép, táo ép. Nói chung là tất cả các loại nước ép thì là 40.000, còn sinh tố cũng 40.000 luôn. Xoài bơ, mãng cầu, dưa hấu, chanh leo. Đấy. Nước hoa quả thì thường là 30-40.000. 30-40.000. Nói chung là ở phố thì như này là giá cả cũng rất là hợp lý. Đấy, đúng rồi, đây cái bình hoa đấy đẹp hơn hẳn, nên rất là đẹp. Đấy, còn đây là cà phê nhá.
Ở đây thì mình thấy là cà phê nó rất là chất lượng, rất là ngon. À, họ đang làm cappuccino, đúng không? Bạc xỉu ấy, cappuccino là đánh bọt của sữa. Đấy, cà phê mình chia sẻ tiếp nhá. Cà phê thì có cà phê đen nóng này, đen đá này, pha phin 20.000, nâu nóng đá 20.000. Bạc xỉu thì là 30.000. Bạc xỉu là cà phê đá sữa đá. Cacao xay các thứ, nói chung là cứ 20-25.000, trà cà phê 20-25.000 rất là hợp lý mọi người ạ. Quán thì rất là đẹp mà giá cả thì hợp lý. Hoa quả dầm, nói chung là cứ hoa quả các thứ thì là 30-40.000, nước ép 30-40.000, sinh tố 30-40.000 là ok. Sữa chua 25.000, sữa chua đánh đá 25-30, mình thấy là rất là hợp lý nha. Mình cho một cái bình hoa ra bên cạnh rất là xinh rồi. Đấy. Lên clip thì nó sẽ đẹp. Các em ở đây bán hàng đây thì rất là dễ thương, rất là nhiệt tình và chu đáo. Nhưng mà cái thái độ phục vụ cũng rất là tốt mọi người ạ. Đấy, nhìn lên này, mọi người này. Kem nhé, có cả kem ly gồm có 3 viên này. 30.000, quá là hợp lý luôn. Chung là chấp nhận được, và những cái quán như này thì có thể lại đến tiếp được, còn để xem là chất lượng như nào nha mọi người nhé. Ok, em đã gọi đồ rồi, bây giờ em sẽ xem chất lượng như nào, sẽ review cho mọi người nha. Đây là cốc bạc xỉu mọi người ơi. Đấy, cà phê sữa, và cà phê sữa thì đánh bông lên, và đây là nóng mọi người nhé. Bạc xỉu nóng. Một cốc bạc xỉu nóng này là 25.000 à? 30.000. Một cái cốc xinh không? Cốc xinh là xinh. Mình sẽ mang ra cho khách. Ở đây em mở hàng từ lúc mấy giờ đến mấy giờ em? Từ mấy giờ đến 11 giờ đêm hả? À. Đây. Mọi người, đây là cà phê đen mọi người ơi. Là họ rang xay xong rồi họ đổ nước sôi lên. Rất chi là chất lượng luôn. Cà phê này. Đóng cái này lại, bây giờ mở ra là nó đã cạn cạn như này là có thể là được rồi. Còn đây là mình sẽ cốc kem cho con. 4 viên này. 4 viên sô cô la. Có chút kem tươi và một chút sô cô la chảy ở bên trên. Cốc như này 40.000, cà phê đen 20.000. Nói chung là giá cả cũng rất chi là phải chăng. Mình phải test cái chất lượng nó xem nó ra làm sao nào. Mình thử cái kem xem. Cũng khá ổn rồi ạ. Đây cũng ngon. Khá ổn. Có một cốc nữa này mọi người ơi. Trời ơi, cái cốc này sao mà nó xinh thế? Cốc này nó xinh quá mọi người ơi. Cốc này nó là dâu. Dâu này, kem dâu, kem sữa dừa này. Và cái sốt dâu trên ấy. Ngon quá. Rồi. Xin mời cả nhà nha. Cà phê sáng. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của em nha. Em cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Hạnh phúc bên gia đình thân yêu. Xin cảm ơn và tạm biệt mọi người nha.